supersuong.vn, địa chỉ tin cậy cho tất cả các bạn mua nick. Và đừng quên rằng tăng x 2 tỷ lệ trúng 1.000 con huy cho tất cả các vòng quay, và giảm giá 30% tất cả các nick tại mục liên quân VIP tự chọn. Đừng quên rằng hãy vào mua nick tại shop supersuong.vn. Hello Ajinomoto và chào mừng các bạn đã quay lại channel của chúng ta. Sau hai clip spe siêu phẩm đấy thì mình muốn gửi gắm cho tất cả các bạn hết trong những cái vị tướng spe hot ở trong phiên bản này, đó chính là thêm một vị tướng spe tiếp tục các bạn nhé. Khi team địch bên kia có Z-Blade, Natalia Scud và Hein Nagaroth thì chắc chắn rồi, nó sẽ là một cái vị tướng nó cực kỳ tốt, đó là một vị tướng spe trợ công. Và ngày hôm nay mình muốn gửi gắm cho tất cả các bạn đó một vị tướng Richter các bạn nhé. Mina các thứ thì chỉ là một vị tướng hỗ trợ thôi, cho nên là mình sẽ không Mina phiên bản nó mạnh nhá. Có dịp mình sẽ làm Mina các bạn. Nhưng ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi Richter. Và khi đối đầu với những cái vị tướng tánh cơ chẳng hạn như là Ziblet này, hoặc là Scud, Scooby-Doo, hoặc là Nagaroth đi rừng, thì chúng ta sẽ đánh như thế nào trong trận đấu này. Chắc chắn rồi, kèo Murad Nagaroth thì Murad nó sẽ rất khó Nagaroth rồi. Còn cái kèo mid của mình thì Natalia là sẽ nhìn hơn thế là đâu game. Con keo Violet với là keo Van Heen thì gọi là ngang ngang nhau. Nôm na rằng cái chấp tướng của bốn vị tướng của team mình pick với bốn vị tướng bên kia thì sẽ là đâu game đánh nhau khá yếu, yếu hơn team bên kia rất nhiều, cho nên cái việc mình sẽ pick spe trợ công. Mình xin cùng nhấn tiền nhắc luôn các bạn nhé. Khi nào nên pick spe hỗ trợ và pick spe hỗ công, trợ công mà trừ cống là trừ sát thương cho team. Khi nào thì nên pick loại spe đấy ạ? Thì chúng ta sẽ pick cái loại giai đoạn đầu và giữa game để giúp cho team thiếu sát thương ở giai đoạn đầu. Chẳng hạn team mình mà lết game sát thương to như Laurel to này, Flo giai đoạn giữa game mình đi mạnh này, Violet lết game mạnh này, thì đó là thời điểm thích hợp để chúng ta pick spe trừ cống nhá. Đấy, cái này mình nhắc cho bạn nhớ khi nào nên pick trừ cống và hỗ trợ. Khi nào thì hỗ trợ ạ? Thì khi team mình giai đoạn combat giai đoạn đầu tiên mạnh thì chúng ta sẽ pick spe hỗ trợ để chúng ta hút đám các bạn nhé. Cách chơi Richter thì nó sẽ giống như các mua khác, đó chính là nấp bụi thì nó sẽ được hất tung, còn di chuyển ở trên những cái bài đất nước hay là những cái bài đá sỏi đấy thì nó sẽ gây lượng đám chọc được dài hơn. Đấy rồi, con tốc biệt nhá, con tốc biệt nhá, bình tĩnh nhá, chơi một thôi. Rồi tốc biệt cái phát này này, rồi một, ôi chiêu hai hồi hay quá, một mạng chiêu hai, ôi rồi trụ vẫn bản một lần ạ. Rồi được một mảng ngon lành nữa các bạn nhé. Ôi cái thằng này cái rót cơ hội thật. Wow, sao thằng này nó ăn búa sánh chậm bây nhờ. À lúc đó thằng Murad Murad cũng ăn búa sánh. Ờ chắc là do mình kiểu sớm quá. Cái phá này là các bạn phải nhớ nhá, mình nó từ làm từ ăn ấy, không có chuyện KS ấy nhá. Đấy, chơi CP 2 game rồi. Anh em là anh Cường nào anh KS nhiều thế cơ chứ. Không, mình bao giờ KS đâu các bạn ạ. Thực sự cái tính chất của nó là cái tính chất thực sự cái thằng Richter nhiều khi nó lừa lâm đó các bạn, không phần đấy gì hết. Cái phá vào đâu là mình tự làm tự ăn đấy. Đấy rồi, không chọc được rồi, không chọc được thằng bắn heo rồi. Richter thì nói chung là các bạn nào mà chơi từ rank 160 trở lên, các bạn sẽ nếu cảm nhận của Richter CP phiên bản mua này như thế nào, mình không cần phải nói như thế nào, nó rất khó chịu. Nhiều lúc mình đi rừng, mình đánh rừng rông cũng gặp thằng Richter, đánh kinh công cũng gặp, mà đánh ở chỗ nào cũng gặp. Cho nên mình mới gửi gắm cho các bạn cách chơi Richter ở đâu có combat ở để có Richter. Chẳng hạn đường trên này này. Ôi chao ơi. Cái phá này tao lên tao càn quét hết thằng Nagaroth nha. Na. Ôi giời thằng Nag. Rồi, từ từ bình tĩnh lulu một chút. Lulu một chút thôi, nội tài hất tung này, hất tung. Rồi, bắn hay in. Ôi lở cái phá lở nhá. Cái phá lở. Ôi trời, cái phá sao mình ăn hàng bấy. Rồi, ăn đi lâu đéo ơi, ăn đi. Rồi làm hàng ăn. Đấy các bạn. Cảm giác được nhìn đồng đội mình ăn hàng gió chỉnh mình làm ra nó sướng cực kỳ anh em ấy, nó phế vai trưởng ạ. Đấy cái phá mình làm hàng lâu đéo nhá. Còn cái phá tao bắn hay ý là mình chỉ hỗ trợ kiểu cảm giác như là giữ chất nó, các bạn hiểu không? Không ngờ nó yếu màu quả nó chết, cái phá này là một cái phá khí hiểu đấy. Rồi đánh nhau đương rông la xuống đánh nhau đương kinh công tạo nập bùi tiếp. Ôi xôi hàng này chọc cái bạch pịch một mạng. Từ bình tĩnh nấp bùi tiếp anh em. Thằng nào cái đó cái gì, tao có chiếu hai tao sọc pí đó. Cái gì đấy thằng đá đấy. Richter phiên bản mùa này nó là một trong những cái vị tướng hút sát thương trong combat cực kỳ kinh dị với cái đồ cơ đồng của nó, và cái lượng chiêu thức đa dạng của Richter thì là một trong những cái vị tướng nó trợ công rất tốt cho team mình ở giai đoạn đầu game cực kỳ mạnh các bạn nhé. Nó được sánh ngang với những cái bet siêu nhân các bạn nhé. Những bản nào mà bet siêu nhân đấy thì Richter là một vị tướng được sánh ngang, được xếp ngang hàng với siêu nhân. Và bản nào mà chơi siêu nhân tốt đấy thì cái việc siêu nhân hỗ trợ
làm can quét ra là đô game như nào các bạn đều biết rồi. Thì Richter cũng đều sẽ như vậy. Rồi cái pha này từ từ có tốc biển táo tốc biển bao đấy, từ từ anh lóng réo ấy, anh đánh hơi hùng lưu một chút đấy. Bình tĩnh nào, em di chuyển thế này mà không hỗ trợ được cho anh thì anh phải hiểu là anh nhanh quá. Đây một có ngang đấy các bạn nhé, rất là khó chịu anh em ạ. Đấy chúng ta cứ di chuyển xuyên suốt như vậy, thằng nào vào tao chập, thằng nào vào tao chập, đấy rồi chập. Ủa? Cái pha này thằng má ta nổ ngang cái đường của mình nha, không ghét nha. Đấy này cái pha này các bạn xem này, từ từ thằng bắn hay in ăn nhỉ, ăn hàng đi ăn bắn hay in đi. Rồi ok mình làm hàng tiếp cho mình xem này, từ từ hồi được thằng ná lao đấy, thằng ná tao chập tàu sút tàu. Ủa? Cái thằng này như nào cái ngang đường nhỉ, chập thằng ná thì từ những thằng gì bắn nó láng vào mới khổ thế cơ chứ. Rồi lao vào chập, ôi rồi chập xịt anh em mà đéo hiểu kiểu gì ạ. Ôi chập xịt cái phái để anh em mà thằng ná đang lại có thế một mảng nữa đấy. Đấy các bạn nhá, hai cái pha vừa rồi là chỉ là mình chảy nhưng mà không ngờ team địch nó ngáng đường mình thì bắt buộc mình phải ăn đó bất khả kháng anh em nhá. Giống như là mình không thể làm được cái việc gì này hết, muốn nhường hàng lắm cho đồng đội mà không thể được anh em nhá. Đấy tự nhiên đang chảy nó vá vào người mình như vậy, vá vào chú thức thì phải chấp nhận thôi anh em. Rồi không vấn đề gì hết. Richter thì mình sẽ muốn nói qua cho tất cả một chút cách combo tốt nhất và khống chế tốt nhất của Richter, đó chính là cái nấp bụi thì nó sẽ bị hơi và bị phụ thuộc một chút. Chẳng hạn cái phá này một chọc hai chọc hất tung rồi chết rồi, la lên ăn đi ờ. Cái phá này lại không tôi không biết nhá, nhiệm vụ là hai chọc xong bắt đầu lùi về một phát thì ai ngờ nó vá vào cái chiêu bá của mình ạ. À khổ thêm cơ chứ, đấy chứ không phải là ấy mấy các bạn nhá. Ôi trời mình gánh một con ghém cả lưng thằng Murat của mình. Murat của mình nó chỉ là đi phàm của bạn đi. Đi phàm ăn rồng đầy dư, mình chưa gặp thằng Murat combat lần nào anh em nhá. Khổ thế cơ chứ. Thôi cũng sao các bạn, CP cũng là một vị tướng đi rừng tiếp theo hỗ trợ cho team thôi. Vốn gì làm sao để cho team mình sánh ra được. Rồi nấp bự một chút, từ từ bình tĩnh. Chọc tiếp thêm chọc nữa nào, lao lên đi, trời lao lên đi follow. Tạo tạch như thế rồi. Đấy lại tạm một khổ thế cơ chứ anh em. À, Richter thì là sẽ có một cái điểm hạn chế nhất định đó, chính là nó phụ thuộc vào cái bụi. Nếu các bạn được chọc hai cái nội tài ở trong cái bụi ấy thì cái lượng sát thương các bạn sẽ được tối ưu hóa về cái chế độ làm chậm hoặc là làm hất túng nó, thì sát thương các bạn sẽ được gây ra tròn trình hơn. Còn nếu không có trong bụi thì Richter nó sẽ không có khống chế cứng. Không có khống chế cứng thì đối phương nó sẽ chạy thoát hoặc một cái gì đấy nó rất là khó chơi, cho nên nôm na Richter nó phụ thuộc cái bụi, giống như các bạn chơi Limbit ấy. Đấy Richter cũng như vậy, chúng ta bắt buộc phải combat ở đâu, chúng ta phải nấp cái bùi ở gần chỗ cái pha combat đấy. Nếu các bạn bình tĩnh ngồi chơi, chẳng hạn cái pha này này. Ồ, what? Cái pha này thì không phải các bạn nhé, thực sự các bạn phải hiểu lắm. Đôi khi mình là hay chơi quả cầu băng sướng, mình hay bấm cái phụ trợ ấy. Đấy, nhiều khi pha này ăn hàng, các bạn phải hiểu, phải thông cảm với mình. Đây rồi, đây, lá lên, đấy, ôi rồi. Cái pha này là không các bạn không nói gì mất này. Cái pha này mình tự làm tự ăn này. Ôi giời, tao còn chiêu 2 anh ạ. Ôi, tao đâu còn lướt cho mình thêm quá người lần nữa này. Khổ lắm anh em. Cái pha bắn này in thề các bạn sơ bế cảm giác như nó phải tự làm tự ăn anh em nhé. Đánh như thế chứ, tự làm tự ăn chứ không bao giờ có chuyện là KS KS chứ các bạn phải chứng giảm cho mình ạ. Cái pha lão thề lão vào 5 thằng mà để ăn một thằng các bạn. Rồi nấp bùi tiếp. Đấy cứ cái bùi đó thằng ná lại chết chọc hai lần. Ôi giời. Ôi dồi ôi, cái khoản sơ bế không chết đấy nhé mà. Thôi, ăn tạm thằng này vậy. Thôi, lùi về luôn, không có cái gì hết. Đấy, mình chỉ, dù sao đi chứ nữa, mình chỉ là thằng sơ bế thôi. Cho nên cái việc mà đủ không đủ đám thì việc rất là easy thôi, đơn giản thôi. Đấy, cách chơi Richter thì nó khá đơn giản. Hy vọng các bạn hãy nắm bắt cho mình giúp một chút. Giá là đâu game, các bạn hãy nấp bùi ở mid thay vì nấp bùi đường rong. Như bạn chơi sp, các bạn hãy bỏ đi cái khái niệm, cái thói quen rằng là sp phải cover AD nhá. Quên đi. Hãy quên đi cái điều đấy đi, không bao giờ có nó đâu. CP trừ bây giờ sẽ xếp thành hai của CP trừ công và CP hỗ trợ, lối chơi của nó sẽ như nhau thôi, đó là hỗ trợ cho team. Đặc biệt nhất là ra là đâu game là thằng mid là cái đường nhạy cảm nhất, cho nên các bạn sẽ phải quan tâm thằng mid là cái điều tối ưu. Tiếp theo sẽ là cái đường rồng và cái đường kinh công là cái đường mình quan tâm ít nhất, và thằng rừng cũng như vậy. Cho nên các bạn hãy nhớ cho mình, giai đoạn đầu game ưu tiên thằng mid rồi sáng thủ, còn giai đoạn giữa game như nào ạ thì là một sp trở cống thì làm sao mà cover được anh em. Trở cống
thì mình sẽ tìm cái thằng nào mình đập thôi. Một là mình hút sát thương nhiều, hai là mình vào mình chập thật nhiều, thì đấy cũng là một cách hỗ trợ cho team mình thôi. Đấy, khi mình gây đám, mình hút đám thì vốn gì easy thằng xạ thủ của mình sẽ được chơi tốt. Đây, từ chiếu ba chạp hai lần rồi lao lên bạch. Ôi giời, tự lo nhá, ông nhá, ông không bao nhá, túi phải ăn cái pha này đấy, mất tốc biển ông ăn đấy, chắc không đừng nói túi GS nào. Thôi các bạn, không vấn đề gì cả. Ở phút thứ 8 này thì SP cương lao, nói chung là 12 mảng thì thực sự để mà nói thì đúng 11 mảng là nó từ vá vào chú thức của mình, còn một mảng là đúng thực sự là mình lao vào mình cần nắm ăn được một mảng. Cho nên các bạn phải nói là thực sự khuyên các bạn, cho dù các bạn ở trở công hay là hỗ trợ thì cái việc các bạn ăn mảng nhiều là một việc rất là nguy hiểm. Do cái trận đấu này là một cái trận đấu mà team địch nó không hiểu vì sao nó cảm thấy cái chiếu thức của thằng Victor rất thu hút, cho nên nó toàn lao vào đây hấp tung. Ôi lại trật anh em ạ, cái phá này có tốc biến thấy đẹp đấy. Đấy, 12 mảng thì đúng 11 mảng nó bay vào chiếu thức của mình, nhưng mình cũng cố ý các bạn nhá, không vấn đề gì hết. Thực sự nếu mà bình thường một trận đấu này thì xin chúc mừng các bạn đã nhận được một trận đấu thua. Lý do vì sao thua? Ôi trời, thằng Na, ôi trời ơi, Na hai chọc ra đi. Vì sao thua? Vì SP ăn nhiều mảng quá, xà thủ với thằng mít làm gì có mảng nó mà chơi. Khổ lắm. Thôi thực sự clip này mình chỉ hướng dẫn các bạn cách chơi nhá, chỉ hướng dẫn các bạn cách chơi. Các bạn hãy nhìn clip cách di chuyển của mình, các bạn sẽ hiểu được rất một số cách chơi của Richter. Còn cái việc ăn hàng thì khuyến các bạn đừng học theo mình và đừng học theo team địch. Thực sự mình rất lên án team địch các bạn nhá. Từ bình tĩnh. Mình lên án team địch cực kỳ lên án luôn các bạn ạ. Mình không hiểu vì sao mà tự nhiên một CP như mình lại nó lại toàn lao vào khi nó thất máu. Rồi cái pha này mình cầm năm phát này. Từ từ bình tĩnh. Mình từ gọi đồng đội. Đấy, anh em vào đây. Vào đây này, nấp chỗ đẹp lắm. Đây vào đây. Ôi mình đang lở ping. Em đang ping anh ơi. Ôi. Em vừa ẩn cái bản đồ ping như các anh ba thằng anh ập vào như vậy chứ chơi cái gì nữa hả các anh? Chơi thì nay ai chơi các anh nữa. Đấy các bạn nhá, khổ thế cơ chứ. Đấy, từ vác mạng vào chiếu thức của mình xong bắt đầu là từ rủ nhau đi bắt mình, khổ thế cơ chứ. Thôi chúc mừng các bạn, team mình đã có một trận đấu thua đâu. Nếu mà một trận đấu bình thường như thế này thì thua đâu, nhưng yên tâm, cường lao mà. Cường lao anh em ạ. Anh em phải lo cái điều gì đấy, đấy đâu. Khi mình là một vị tướng mà ăn được nhiều sát thương thì đương nhiên thôi, mình sẽ là sát thương chủ lực. Làm gì nháo nào. Mình sẽ là sát thương chủ lực, các bạn yên tâm, mình sẽ gây sát thương cho team. Đấy. Và các bạn đừng quên đang là ở phút thứ 10 này thôi. Mặc dù mình thì ăn hết mạng của team, đó một cái thực sự tai nạn rất là không mong muốn, nhưng các bạn phải hiểu được là team mình được phán. Cái vấn đề cái mối chốt thời gian, thằng Murat, thằng nào rơ thằng Murat nào? Mình hỏi các bạn, thằng nào chạm thằng Violet nào? Thằng nào chạm thằng đấy? Bởi vì vốn gì tất cả những cái cha đạp đấy mình đã cha đạp hết rồi. Mình đi bắt team địch, thì team địch thời gian đâu ra nữa mà ấy. Đấy cũng là một cái cách nó rất là tuyệt vời để giúp team mình sánh nhờ vắng phám. Và mình cùng đấy một clip này mình nhắn nhủ với các bạn xà thủ ấy, hay là các bạn chơi ấy, các bạn phải tự lực cánh sinh, không bao giờ được phụ thuộc vào bằng những đi mạng. Cái pha này thì thằng Vic bắn héo chết rồi. Ôi trời ơi, cái thằng này nó khỏe thế chứ. Rồi ok, pha này thằng Nagarot nó dí mình lên, tao thách mày dí tao luôn, thì tao chập mày hai chập mày chết. Nagarot là tao thách mày bay vào đây. Ôi rồi chập hai chập chết này. Trời, chập chật mày đau chứ. Cái pha mà chập được hai phát trúng là khổ thế anh em ạ. Chết hai mảng liên tiếp rồi, không biết có thua hay không. Nếu anh em cho 2-5 sao mà thua được, tí mình nó khỏe như vậy các bạn kia. Flo bây giờ nó chập này. Rồi thì mình nghỉ thì clip đến đấy cũng kết thúc rồi, và chỉ có một pha combat cuối thôi. Và mình xin chúc tất cả các bạn có một clip xem thật là vui vẻ, và cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều, và tất cả các bạn mãi yêu. Bye bye. Xem pha combat cuối nha. Yeah.
She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see.